Cùng với tín ngưỡng độc đáo trong đời sống tâm linh, phong tục cưới hỏi, thì đến nay người Giấy, xã Quang Kim, huyện Bát Sát còn lưu giữ được những làn điệu dân ca dân vũ đặc sắc. Đặc biệt, thông qua việc thành lập mô hình câu lạc bộ văn nghệ người Giấy ở thôn Làng Tòng đã có phần tích cực giúp địa phương bảo tồn và phát huy được những bản sắc văn hóa truyền thống. Với người Giấy ở thôn Làng Tòng thì các làn điệu dân vũ là bản sắc độc đáo, truyền thống của dân tộc. Bởi vậy, nhiều năm qua, đội văn nghệ của thôn luôn chú trọng duy trì được một đội múa thành thạo, ba làn điệu chính của người Giấy là múa xòe tay, múa quạt và múa khăn. Chỉ với những động tác xoay vòng, uyển chuyển, nhún nhảy, bước đi cùng với sự kết hợp khéo léo của đôi tay đã thể hiện nhiều mong muốn ước vọng trong mùa xuân mới gửi gắm qua từng điệu nhạc. Điệu múa này là cứ có hội hè này, Tết thì đến với nhau, đến nhà ông thầy thổi kèn này, đấy, múa chơi vui với nhau. Xong đấy, hay là lễ hội mừng xuân thì mình đến với nhau, xong cứ đội kèn, đội múa xòe mình cứ đến với nhau, xong đấy cứ vui chơi với nhau. Ông Vương Văn Tàng, một trong năm thành viên của đội kèn Pí Lè ở Làng Tòng cho biết, từ xa xưa, ông cha có tục thổi kèn Pí Lè, không chỉ trong những ngày lễ Tết mà còn sử dụng trong các dịp sự kiện trọng đại của cuộc đời con người như mừng đầy tháng, cưới hỏi, ma chay. Đặc biệt trong các dịp hội hè, hoạt động văn nghệ của thôn, xã, huyện, đội kèn Pí Lè lại được trưng tập đi phục vụ biểu diễn, hỗ trợ các thành viên trong các điệu múa truyền thống của dân tộc. Thế là sinh ra các cụ nó dạy bảo như thế, bây giờ cũng thuần theo các cụ để mà giúp đỡ phục vụ bà con thôi. Tiếng kèn của nó là có 72 bài. 72 bài là trong đó có phần đám ma khác nhau, phần đám cưới khác nhau. Đám cưới là có âm vang nó vui hơn. Như là nó phân biệt là những cái bài và âm thanh của nó thì cũng dùng một cái kèn này thôi, nhưng mà nó phân ra nhiều loại. Cùng với việc duy trì lưu giữ các làn điệu dân vũ truyền thống của dân tộc, thì dân ca Giấy cũng được đội văn nghệ thôn Làng Tòng đặc biệt quan tâm, chú trọng kế tục lưu truyền. Ngoài những ca khúc mang ý nghĩa tuyên truyền, dân dạy, dân ca Giấy còn có những khúc hát giao duyên độc đáo, thể hiện tình cảm, nỗi nhớ thương nam nữ hay ca ngợi ân nghĩa vợ chồng. Đi dân ca Giấy này cũng nhiều nghĩa sâu sắc, là thể dân ca ngợi này này, những bài hát đi với nhau này, trong này yêu thích nhau này, trong hát dân giao duyên với nhau này, vừa trọng lấy nhau, xong lại bảo ban nhau làm ăn này, để cho con cho cháu để mà học tập này, hạnh phúc giữ gìn bản sắc để đời sau. Qua hoạt động thì là chủ yếu là truyền dạy từ đời này qua đời khác, thì đội văn nghệ cũng đã góp phần quan trọng trong cái việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Quang Kim nói chung, bản sắc văn hóa dân tộc Giấy nói riêng. Thì các cái sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện, rồi của xã, đặc biệt là của xã lễ hội trống đồng hàng năm thì xã đều mời đội văn nghệ tham gia, vừa thổi kèn Pí Lè và vừa hát dân ca dân tộc Giấy để phục vụ các nhiệm vụ chính trị cũng như lễ hội của địa phương. Rồi ở thôn thì các hoạt động ở thôn như là chương trình đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 và các hoạt động văn hóa văn nghệ ở thôn thì đội văn nghệ đều nhiệt tình tham gia. Việc duy trì và phát triển những đội văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc như thôn Làng Tòng, xã Quang Kim là việc làm cần thiết nhằm tạo sân chơi cho người dân địa phương cùng gặp gỡ, giao lưu, động viên tinh thần sau những ngày lao động vất vả, góp phần xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.